Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 10, câu 16 tới câu 23. Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, con số những Kitô hữu và các nhà thừa sai bị bách hại không hề giảm. Theo tin tức từ trang web Vatican News, trong bản báo cáo hôm 16 tháng 1 năm 2019, tổ chức Open Doors cho biết là trong năm vừa qua có hơn 245 triệu Kitô hữu bị bách hại dữ dội tại các quốc gia trên toàn thế giới. 4.305 người bị giết vì những lý do liên quan đến đức tin của mình và 3.150 người bị bắt, bị kết án và giam giữ không xét xử. 1.847 nhà thờ và cơ sở tôn giáo bị tấn công. Tổng cộng, tại Á Châu có 35 nước, Phi Châu có 15 nước và hai nước Mỹ Châu Latin nằm trong số các nước bách hại Kitô hữu. Bị bách hại khốc liệt nhất là ở Triều Tiên, nơi hàng ngàn Kitô hữu vẫn đang bị cầm tù trong các trại lao động. Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Sudan, Eritrea, Yemen, Iran, nơi có các tổ chức Hồi giáo cực đoan và sự bất ổn chính trị, Ấn Độ, Syria và Myanmar liên quan đến việc chủ nghĩa dân tộc tôn giáo. Trong đó, Ấn Độ đứng đầu về các đạo luật chống cải đạo và không có ngày nào mà không có một Kitô hữu hay một nhà thờ bị tấn công. Trung Quốc đứng thứ 27 trong danh sách các nước bách hại và đứng đầu về số tù nhân. Ở Mexico và Colombia, nơi các vị lãnh đạo của các giáo hội chống lại tham nhũng và các băng đảng ma túy. Ở Algeria, Ai Cập, Tunisia, Maroc và vùng rừng châu Phi. Ở Ethiopia và Eritrea. Thật thương tâm cho số phận của các Kitô hữu bị bách hại tại những nơi này. Nhưng Chúa Giêsu đã báo trước: "Tôi tớ không trọng hơn chủ." Vì thế, khi quy chiếu cuộc đời người môn đệ với thầy Giêsu thì không có gì lạ. Bước theo thầy là chấp nhận số phận như thầy. Người môn đệ Chúa Giêsu có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ việc bị ganh ghét, vu khống đến chống đối và bách hại, đoạt mạng như con chiên ở giữa bầy sói. Vì người môn đệ sống trong môi trường khó khăn, nên nhất định cần chọn cho mình một lối sống
Hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Khôn ngoan để luôn cảnh giác với những cám dỗ từ những lợi lộc mà thế gian mang lại. Còn đơn sơ như bồ câu là không mưu mô tính toán hơn thua. Lạy Chúa Giêsu, cám dỗ của người môn đệ Chúa có sự dễ dãi để sống an nhàn, nhưng cũng có sự bách hại để người môn đệ nhụt chí. Xin Chúa chỉ dạy chúng con luôn biết khôn ngoan, cẩn trọng trước mưu trước của ma quỷ, luôn muốn chúng con sống buông xuôi, hay chỉ theo bản năng mà quên đi sứ vụ của người môn đệ Chúa. Amen.